Đi đứng kiểu gì vậy à? Cướp, cướp, có hay không? Cứu tôi với. Mày bước thêm một bước nữa, ra, tao đâm mày đấy. Ra lắm nhở? Vừa hai chị đây cũng đang ngứa tay ngứa chân, cũng chưa động chạm vào ai hết. Để xem ngày hôm nay chú em tính làm gì chị. Đánh tiếp đi. Muốn đấu với chị nữa hay không? Hay là bây giờ chị dạy cho thêm mày đứng cơ bản đấy nhá. Chắc là chú mày không biết, chị đây của đai vàng Vovi Nam và đai đen tư cung đô nhở. Được rồi, cứ chạy đi. Chạy thật xa vào. Cẩn thận chị đây bắt được nhá. Chắc chắn chị đây cho mày một bài học. Cái thằng này, nó lấy túi từ bao giờ thế nhở? Cái thằng kia. Cái tên tiểu tử này chạy nhanh thôi không biết. Không biết đi đâu rồi. Thính ngươi rồi nhá. Để xem lần này ngươi chạy đi đâu. Điểm 10 cho cú ném của Lan Anh Hà. Dạ tôi đây, cảm ơn cô nhé. Tên cướp đã bị bắt rồi, tôi cũng đã lấy lại được túi sách. Tên cướp bị bắt rồi à? Đúng rồi, vừa nãy có mấy người đàn ông đã giúp tôi bắt tên cướp đó, đưa lên công an rồi. Dạ vâng. Thế nhá, tôi xin phép về trước, cô về cẩn thận. Không có gì. Bị bắt thì người nằm kia là ai? Không lẽ là người khác à? Mà nếu có như vậy thì không lẽ mình ném nhầm người sao? Chết rồi, giờ phải làm sao đây? Hay là trốn nhở? Mày nghĩ cái gì vậy hả Lan Anh? Dám làm thì phải dám chịu chứ. Anh ơi, anh làm sao không? Tại sao lại không nói một lời nào thế này? Con thỏ mà nhở? Nhưng mà phải làm sao bây giờ? Không thể để cho anh ta nằm ở đây được. Dù sao lỗi cũng là của mình mà. Phải làm sao bây giờ? May mà vết thương cũng không nặng lắm, chỉ cần đắp thuốc là được. Nhưng mà chẳng hiểu sao ấy, anh ta chui rúc từ đâu mà mặt mũi lại xước xát rồi bầm tím thế này nhở? Đúng là làm ơn mắc oán. Mà cũng tại anh, cái dáng vẻ với lại điệu bộ cứ thậm thà thậm thụt như là cướp, cho nên tôi mới ném gạch vào đầu ấy. Không biết đến bao giờ mới tỉnh lại đây. Hay là bây giờ đưa vào bệnh viện nhở? Ôi nhưng mà không được. Đưa vào bệnh viện thì người ta phát hiện ra ngay. Thôi, anh cứ ở đây chăm đắp thuốc là được nhá. Tôi hy vọng là khi mà anh tỉnh lại, anh đừng có trách tôi đấy. Anh tỉnh rồi à? Ôi trời, từ từ thôi.
Anh vẫn chưa khỏe hẳn đâu đấy. Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Anh không nhớ gì à? Đây là nhà của tôi. Tôi không nhớ chuyện gì cả. Thì anh có nhớ anh là ai? Nhà ở đâu không? Tên của tôi thì đương nhiên là tôi nhớ. Tôi tên là Nam. Thế thì may rồi. Tôi cứ tưởng là anh không nhớ được tên mình chứ. Nhưng mà còn địa chỉ nhà, anh nhớ không? Địa chỉ nhà... Là ở... Là ở đâu? Thật sự là anh không nhớ à? Tôi không nhớ. Anh thì nhớ kỹ lại xem. Hay là anh mở căn cước công dân ra xem đi. Có thể là anh bị choáng quá cho nên quên đấy. Không có. Anh tìm kỹ lại xem. Thử xem là có thông tin gì bên người không. Thế bây giờ phải làm sao? Hay là cô đưa tôi đến đồn công an đi. Không được. Tuyệt đối không được. Tôi thấy đến đồn công an thì sẽ dễ dàng tìm được địa chỉ nhà của tôi mà. Tại vì ý của tôi là bây giờ hiện tại sức khỏe của anh đang không được tốt. Nếu như mà đến đồn công an ý, thì rất nhiều thủ tục rườm rà, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Tốt hơn hết là anh cứ ở đây, đến khi nào khỏi hẳn thì lên sau cũng được. Tôi ở đây á? Như vậy cũng được à? Như thế thì tôi sợ là sẽ rất làm phiền đến cô đấy. Có làm phiền cái gì đâu, anh yên tâm đi. Anh ở đây ý, tôi còn lo cho anh, hàng ngày đắp thuốc cho anh nữa. Chứ bây giờ mà lên bệnh viện rồi lên đồn cảnh sát nhá, người ta đắp cho thuốc tây rồi cho uống mấy cái thuốc vớ va vớ vẩn, không mau lành được đâu. Nếu mà được như thế thì tôi đành làm phiền cô vậy. Thôi tôi nghĩ là anh nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh chưa khỏe hẳn mà. Cảm ơn cô. Tí nữa thì chết. Hú hồn. Anh ta mà lên đồn cảnh sát thì không biết mình ra sao nữa. Thằng ngu này. Mày để cái gì mà thoát được nó hả? Em xin lỗi ạ. Nhân lúc bọn em không để ý thì hắn đã dùng mảnh sàn gần đó để cắt dây chói ạ. Tao trả tiền cho mày để mày không để ý nó như thế à? Em xin lỗi đại ca. Ôi, có cái gì mà anh bực mình thế? Bọn nó để tuột mất thằng đấy rồi. Tuột mất kiểu gì? Dạ, lúc đấy cảnh sát đến thì chúng tôi phải đi ra ngoài. Lúc quay lại thì hắn đã... Mày giỏi lắm. Mày cút người cho qua mặt tao. Thôi, anh tức giận làm gì? Em bảo anh làm sao mà không tức giận được. Bây giờ nó mà tìm về đây thì sao? Cất đến ngày rồi, mọi chuyện mà bây giờ như thế này, bảo anh nó không lo lắng làm sao được. Nhưng mà anh nghĩ mà xem, bây giờ chỉ cần hắn ta không đặt chân về đây được thì sớm muộn thì chức chủ tịch chẳng là của anh. Em nói thế cứ như là dễ lắm ấy. Nhớ mà bây giờ nhá, nó tìm đến bố thì sao? Mọi chuyện coi như là vỡ lở hết. Chuyện này thì đơn giản mà. Chúng ta chỉ cần cho người canh giữ 24/7 trước công ty. Làm sao mà nó lọt vào được, đúng không? Với lại anh nghĩ mà xem, ở một cái nơi xa xôi như thế, nó không có cái gì trong tay cả, thì nó sống sót kiểu gì đây? Em nói cũng đúng. Có thể là anh đang hơi lo lắng quá rồi. Chứ còn gì nữa. Bây giờ ấy, người yêu của em phải lo để chuẩn bị tinh thần cho cuộc họp cổ đông sắp tới đi. Cảm ơn em nhé. Cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh. Người ta thường nói ấy, đàn ông thường trân trọng người phụ nữ ở bên cạnh mình. Nhưng mà khi anh ta có những thứ lớn hơn rồi thì người phụ nữ cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi, đúng không? Em yên tâm, anh sẽ không bỏ rơi em đâu.
Em cứ chuẩn bị tinh thần, làm mệnh tướng phu nhân của chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất Việt Nam đi. Nha. Em đang chờ cái ngày đó lắm đấy. Em yên tâm, chỉ cần anh đứng ở vị trí đó, cả thế giới này của anh cũng sẽ là của em. Anh Nam! Anh Nam! Ôi giời ơi! Anh làm cái gì mà lâu thế không biết? Tại vì là tôi đang trong nhà vệ sinh, tôi đau bụng. Tôi đợi anh mà suýt nữa trở thành Lan Anh một nắng rồi đây này. Mà chẳng hiểu sao thời tiết dạo này nắng thế không biết nữa. Lại đậu. Thì tại vì mấy bữa vừa rồi tôi dùng tiền mua thịt để bồi bổ cho anh cũng hết tiền rồi. Bây giờ ấy, chỉ đủ tiền để mua đậu với rau thôi. Nhưng mà cô bồi bổ sức khỏe cho tôi chỉ bằng mỗi rau với đậu thế này thôi á? Thì hết tiền rồi mà. Với lại mấy bữa vừa rồi anh ăn thịt cũng đủ rồi còn gì. Mà này nhá, cái chỗ thịt đó ấy, bằng cả tháng ăn của tôi đấy. Nhìn anh xem, bây giờ trông khỏe mạnh thế này rồi còn gì. Không, tôi vẫn còn yếu lắm. Thật không? Thật. Anh chứng minh tôi xem nào. Đây này, tôi còn yếu lắm, không gậy được cái này. Đau quá. Ôi, thôi được rồi. Bây giờ thế này nhá, nếu như mà anh chống đẩy được 100 cái thì tôi sẽ đi mua thịt cho anh. Cô nói thật chứ? Tôi nói thật, nhưng mà anh phải thực hiện được. Thật nhá. Được, thế thì tôi sẽ chứng minh cho cô thấy cô thách thức nhầm người rồi. 1, 2, 99. 100. Mệt quá. Xem ra là anh khỏe phết nhở? Đương nhiên, tôi không khỏe thì còn ai khỏe nữa. Chính miệng anh nói đi nhá. Tôi nói gì? Anh vừa bảo là anh khỏe rồi còn gì. Mà đã khỏe rồi thì cần gì phải bồi bổ nhở? Cô lừa tôi à? Thì ai bảo anh làm đâu. Với lại cho dù anh có không làm được ấy thì tôi cũng chẳng có tiền để có thể mua thịt cho anh. Bởi vì tôi cũng chẳng có công việc ổn định nên không có đồng nào đâu. Cô đang làm gì? Thì làm ở quán cà phê, pha chế rồi phục vụ vớ vẩn thôi. Hay là thế này đi, ngày mai cô cho tôi đến chỗ làm cùng với cô đi. Tôi đi tôi phụ cho cô. Làm sao mà làm như thế được? Nhớ may anh mất trí nhớ xong rồi làm loạn hết cả quán lên, đập phá vớ vẩn. Không không không, tôi chỉ không nhớ những chuyện trước đây thôi. Còn hiện tại thì tôi vẫn khỏe. Cô cứ cho tôi đi đi, tôi cũng muốn kiếm tiền để tự mua thịt cho mình mà. Liệu như vậy có được không? Tôi cứ cảm thấy làm sao. Không sao đâu, cô cứ đưa tôi đi làm đi. Thế chẳng lẽ cô muốn tôi và cô suốt ngày chỉ ăn rau với đậu như thế à? Nhưng mà tôi cảm thấy áy náy lắm. Anh bị thành ra như vậy cũng là do tôi mà. Tự nhiên bây giờ bắt anh phải đi làm. Thôi, cô đừng áy náy làm gì. Cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai tôi sẽ đi cùng cô đến chỗ làm nhá. Tôi sẽ phụ cô nhá. Mà này, tôi đi nấu cơm đi. Tôi cũng đói lắm rồi đấy. Đi nấu nhanh đi, không tôi lăn ra đây bây giờ. Kìa, đi đi. Lên, này. Đi 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 đi. Ui. Mệt quá. Đây, bây giờ anh cầm chổi lau nhà. Anh lau nhà giúp tôi một chút nhá. Này, cầm lấy. Anh làm cái gì đấy? Sao không tập trung lau nhà đi? Này, anh đừng có nói với tôi là anh không biết lau nhà đi nhá. Thì cô đã dạy tôi đâu mà tôi biết. Thế từ trước đến giờ chưa bao giờ lau nhà? Có thể là tôi biết, nhưng mà hiện tại bây giờ tôi đang bị mất trí nhớ rồi thì làm sao mà tôi biết được. Ôi dồi ôi, thế tại sao mất trí nhớ mà không quên ăn luôn đi? Đây này, anh nhìn theo tôi. Tôi chỉ cho anh một lần thôi đấy nhá, tập trung vào. Lau ngược lại. À, được chưa? Chỉ vậy thôi à? Ừ, làm đi.
Cái chuyện còn con thế này thôi con nít cũng làm được. Anh đừng có nói với tôi là anh không bằng được con nít đấy. Đấy, làm đơn giản như vậy thôi. Thôi, 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 trời ơi, từ từ. Cho nhiều đường quá. Chào mừng bố trở về ạ. Ngồi xuống đi. Mọi chuyện sao rồi con? Mọi chuyện sao là sao hả bố? Mày còn dám hỏi thế nữa. Em trai mày mất tích mà mày làm như không có chuyện gì xảy ra vậy. Dạ đâu có. Con vẫn cho người tìm kiếm nó mà. Bố không tin, bố hỏi mọi người thì biết ạ. Đúng rồi đấy chủ tịch ạ. Phó giám đốc đã cố gắng hết sức rồi ạ. Ta không tin là nó mất tích một cách bí ẩn như vậy. Ta hiểu tính nó không bao giờ như thế cả. Thì con vẫn cho người tìm kiếm nó đấy thôi ạ. Mày đừng có dở giọng ra đấy với tao. Bố ơi, con có ý kiến ạ. Nói đi. Con muốn được thay thế vị trí của thằng Nam nếu như nó không về kịp trong buổi họp với cổ đông sắp tới ạ. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đấy. Bây giờ không phải là lúc thì bao giờ mới là lúc ạ? Sao lúc nào bố cũng thiên vị nó thế? Ta không thiên vị ai cả. Con thấy bố toàn thiên vị nó thôi. Nhưng tại sao bố không cho con đứng ở vị trí của nó? Luật là luật. Trừ khi nó không trở về trước lúc đó thì chuyện đó mới xảy ra. Còn từ bây giờ đến lúc đó thì cái tên của nó vẫn định sẵn ở cái ghế này. Tao mà biết mày có liên quan đến việc mất tích của nó thì mày đừng có trách tao đấy. Này, có nhiều sách nhỉ? Ừ, tôi thích đọc sách mà. Tôi thấy có vẻ như là toàn sách về kinh doanh. Cô thích kinh doanh lắm à? Đấy là ước mơ của tôi. Thế ước mơ của cô làm kinh doanh sao tự nhiên bây giờ cứ đi làm nhân viên phục vụ quán cà phê làm gì? Đâu phải là người ta muốn gì thì người ta đều được thực hiện đâu. Gia đình của tôi nghèo lắm. Bố mẹ của tôi nuôi tôi khôn lớn từng này đã là hạnh phúc lắm rồi. Nói thật với anh chứ, tôi bỏ học từ khi học cấp 3 cơ, lên thành phố kiếm tiền để nuôi bố mẹ. Thế cô đã xin việc ở đâu chưa? Xin việc ở rất nhiều nơi, nhưng mà chẳng có nơi nào nhận cả. Một đứa không có bằng cấp, lại không có kinh nghiệm. Thật sự rất là khó. Nhưng mà tôi thật với anh này, ước mơ lớn nhất của tôi là trở thành một cô nhân viên văn phòng xinh đẹp, vừa được ăn mặc đẹp, lại còn được ngồi trong máy điều hòa mát rượi. Ôi trời ơi, nghĩ đến cảm giác đấy thôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi ý. Thế mà bây giờ suốt ngày phải làm cô nhân viên phục vụ quán cà phê 8 tiếng mài mặt được ở ngoài trời nắng nóng. Trời ơi, đúng là đời không như là mơ. Anh cẩn thận miệng của anh đấy. Cẩn thận mai sau nhá, tôi mà trở thành nhân viên xinh đẹp ý, có ai biết tay không? Được, được, tôi tin cô. Kể ra ngày hôm nay tôi đang vui. Tôi đang tính là sẽ nấu thịt cho anh ăn. Nhưng mà với cái đặc thông thường tôi thế này, chắc là tôi phải cho anh ăn đậu với rau rồi. Cô không cho thì tôi tự mua, cần gì? Được rồi, anh mua đi, để xem ấy, anh nấu thế nào. Tôi đùa đấy. Thôi, tôi hứa là từ bây giờ tôi sẽ không trêu cô nữa, được chưa? Nghe cái từ được chưa thì ghét rồi. Tôi kệ anh đấy, làm gì làm đi, tôi ngủ trước đây. Cúp cho tôi. Anh Nam, anh mở cửa cho tôi với. Anh Nam, anh Nam. Đi đâu rồi không biết.
nhà cửa cũng chẳng khóa gì cả. Điện bị hỏng à? Hay là người ta cắt điện nhỉ? Nhưng mà rõ ràng mình đóng tiền điện đầy đủ rồi cơ mà. Cái ông Nam này nữa, đi đâu cũng không thông báo gì cả. Rõ ràng đã bảo với mình là đau bụng rồi về nhà trước, thế mà bây giờ về nhà chẳng thấy đâu. Cái ông này đi đâu rồi? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật cô. Cô mau ước đi. Cô ước gì vậy? Tôi ước tất cả giấc mơ của tôi trở thành hiện thực. Ông trời chắc chắn sẽ nghe được điều ước của cô. Tôi tin rằng một ngày tất cả những ước mơ của cô sẽ trở thành hiện thực. Anh làm tôi bất ngờ thật đấy. Lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy bánh kem thế này. Vậy sao? Tại vì tôi ở đây có một mình à, chẳng có bạn bè gì cả. Nhiều khi tăng ca ấy thì cũng quên luôn sinh nhật của mình là gì. Cô ngồi xuống đi. Mà tôi hỏi này, thế tại sao anh lại biết sinh nhật của tôi mà tổ chức hay vậy? Thì cô để quên căn cứ ở nhà cho nên tôi nhìn thấy thôi. Này, cắt bánh đi. Không, tôi muốn anh cắt cơm. Được, đợi tôi một lát. Bật đường điện hay vậy? Vừa rồi tôi bật không được. Thì tôi ngắt cầu dao rồi, làm sao mà cô bật được? Anh trêu tôi à? Ê, này, 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 không được. Tôi có điều này muốn nói với cô. Có chuyện gì thì anh cứ nói đi ạ. Anh thích em, là bạn gái của anh nhá. Chuyện này nếu không được thì coi như là anh chưa nói gì cả. Ai bảo với anh là em không đồng ý? Thế có nghĩa là em đồng ý à? Hay là bây giờ em từ chối cho anh vui nhá? À không, ý của anh không phải như thế. Anh cảm ơn em vì thời gian vừa qua đã chăm sóc cho anh. Thế thì bắt đầu từ giây phút này anh nhớ phải chăm sóc ngược lại cho em ấy nhá. Anh rất sẵn lòng. Tại sao đến giờ này mà vẫn chưa có thông tin gì về nó nhỉ? Dạ thưa chủ tịch, mọi người đang đợi ngài trong phòng họp rồi. Đã có thêm thông tin gì về nó chưa? Dạ chưa, vẫn chưa có thêm thông tin gì ạ. Bên phía cảnh sát, họ cũng đã mở rộng khu vực tìm kiếm và các bệnh viện gần nhất rồi mà vẫn chưa có thông tin gì ạ. Thưa ngài, vậy ngài vẫn để phó giám đốc lên thay chứ? Vẫn còn thời gian, nhưng chúng ta cần phải thông báo với cánh báo chí và các cổ đông về tình hình hiện tại. Dạ vâng, tôi hiểu rồi. Được rồi, chúng ta đi thôi.
Đồ của em đây. Anh ngắm vừa phải thôi, coi chừng sếp biết bây giờ. Anh ngắm thì đã sao, anh ngắm người yêu của anh chứ có phải anh ngắm ai khác đâu. Nhưng mà anh cứ ngắm nhiều như vậy, nhưng mà chán thì sao? Chán làm sao được, một người xinh đẹp như em ấy, anh có ngắm cả ngày không cần ăn cũng được. Thế à? Ừ. Thế thì tối nay về chỉ được ngồi ngắm thôi nhá, không ăn uống gì cả. Thôi anh đùa đấy, anh phải ăn chứ để có sức mà ngắm em đi. Dẻo miệng, làm việc đi, ông sếp nói bây giờ. Em ơi, bật anh cái TV thôi. Dạ vâng ạ. Để anh bật cho. Có lẽ mọi người cũng đã biết, tôi và công ty đã gắn bó với nhau suốt 50 năm qua. Nhờ có sự tin tưởng của tất cả mọi người mà chúng tôi mới có vinh dự được đứng ở đây phục vụ mọi người và mang tất cả những sản phẩm tốt nhất đến cho mọi người. Nhưng có lẽ thời gian cũng không chừa một ai. Có lẽ đã đến lúc tôi phải đi xuống để nhường cho lớp trẻ đi lên. Để đưa công ty đi đúng con đường, ngày hôm nay tôi đã đưa ra những ứng cử viên tốt nhất cho vị trí này. Trong đó có Cao, là con trai tôi, đồng thời cũng là phó giám đốc công ty. Trước hết, tôi xin cảm ơn sự tin tưởng của tất cả mọi người, và đặc biệt là sự tín nhiệm của chủ tịch khi đã đề xuất tôi đứng ở vị trí này. Sắp tới đây, khi cuộc họp với các cổ đông được triển khai, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để có thể phù hợp vào vị trí chủ tịch. Tôi cũng xin hứa sẽ dùng hết khả năng của mình để đưa công ty ngày càng phát triển hơn. Tôi xin cảm ơn. Tại sao người này lại nhìn quen anh vậy nhỉ? Không lẽ mình đã gặp ở đâu rồi sao? Sao người này mình càng nhìn lại càng thấy quen, nhưng mà mình không thể nào nhớ được. Anh Nam. À, có chuyện gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Em gọi anh mãi mà anh không nghe. À, anh xin lỗi, anh không để ý. Anh ốm à? Hay là bây giờ anh về nhà đi, em làm thay cho. Thôi, không sao đâu, làm việc tiếp đi. Mày nghĩ mày có thể dễ dàng ăn hết tất cả mọi thứ của tao à? Này, lần này ấy, mọi thứ sẽ thuộc về tay tao. Thả tao ra! Nhìn cái mặt đó xem! Ôi trời ơi! Tao nói cho mày biết, lần này mày nói với tao như nào? Hả? Mày bảo là tao không có năng lực á? Hả? Thế mà cái chức chủ tịch ấy vẫn thuộc về tay tao đấy. Hai thằng mày, canh nói cho nó cẩn thận vào. Đại ca yên tâm. Thank you.
Anh Nam. Anh Nam. Mới sáng sớm người ra mà đi đâu thế không biết. Lại còn bài đặt viết giấy ghi chú gì đấy. Anh có chuyện gấp nên cần đi sớm. Trên này có thông tin địa điểm và nơi anh đến. Em cứ tìm địa chỉ này là đến. Không biết là có chuyện gì gấp mà phải đi sớm như vậy. Lại còn nhắn địa chỉ riêng cho mình nữa chứ. Bố ơi, đến giờ rồi ạ. Các cổ đông và các nhân viên đang chờ chúng ta rồi. Bố, đến giờ rồi ạ. Được rồi. Sau khi có kết quả kiểm phiếu thì giám đốc Nam đã là người chiến thắng. Tuy nhiên vì giám đốc Nam không xuất hiện cho nên kết quả bầu sẽ được hủy bỏ và vị trí chủ tịch sẽ được giao cho người có số phiếu bầu lớn thứ hai là. Nhưng nếu như ứng cử viên xuất hiện thì phiếu bầu sẽ được khôi phục có phải không ạ? Tôi nói đúng chứ? Nào, con đã trở về rồi sao? Tại sao? Tại sao mẹ lại có thể trở về đây được? Bố, con xin lỗi vì đã để bố phải lo lắng cho con. Con đã đi đâu thời gian như vậy mà không thông tin gì cho bố cả. Con có biết là bố lo lắng cho con như thế nào không? Dạ, con biết ạ. Có thời gian con sẽ kể cho bố nghe. Bây giờ chúng ta vào việc chính đã. Nếu như giám đốc Nam đã trở về thì không còn nghi ngờ gì nữa. Số phiếu bầu sẽ ngay lập tức được khôi phục. Và theo như kết quả từ trước thì giám đốc Nam sẽ chính thức trở thành tân chủ tịch mới. Thưa tất cả mọi người, với cương vị là tân chủ tịch mới, tôi xin hứa sẽ đưa công ty của chúng ta phát triển lên một tầm cao mới. Nhưng để làm được điều đó thì trước hết công ty chúng ta phải loại bỏ những kẻ nịnh hót, thiếu năng lực ra khỏi công ty. Có như vậy thì công ty chúng ta mới phát triển toàn vẹn được. Tôi xin hết. Lan Anh, anh ở đây. Anh Nam, sao anh ăn mặc thế này? Anh đừng bảo em anh bị mất trí nhớ xong rồi anh là cái đây nhá. Cũng có thể nói như thế nhưng thực ra là ngược lại cơ. Thật ra anh đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi. Anh bảo là anh nhớ được tất cả mọi chuyện. Đúng vậy. Ủa, cô gái này là ai vậy? Dạ con quên chưa giới thiệu với bố. Đây là Lan Anh, người yêu của con. Lan Anh, đây là bố của anh đó. Chào bác ạ. Có phải bác gái xuất hiện trên TV đúng không ạ? Đúng vậy, ta không ngờ cháu lại nhận ra ta đấy. Cháu rất ngưỡng mộ bác, đặc biệt là sự nghiệp kinh doanh của bác. Nhưng mà điều đặc biệt ở đây, cháu không ngờ bác lại là bố của anh Nam. Xem ra cháu có vẻ rất là thích kinh doanh nhỉ? Cháu thích lắm ạ, nhưng mà cũng không có điều kiện. Em quên là người yêu của em đang là chủ tịch công ty lớn hay sao? Chẳng lẽ anh lại không giúp em lo nổi việc đấy à? Bác thấy đúng đấy. Cháu có thể làm trợ lý giúp việc cho Nam, đồng thời chăm sóc nó thay bác luôn. À, để tiện cho việc đó thì hay là em chuyển đến ở căn hộ của anh luôn. Nhưng mà em chưa chuẩn bị gì cả. Cần gì mà chuẩn bị, em cần thứ gì anh sẽ sắm mới cho em. Như thế làm sao mà được ạ? Bao nhiêu đồ ở nhà như vậy, làm sao mà em có thể sang nhà anh ở luôn được? Hay là bây giờ em ở nhà lấy đồ, em qua anh nhé. Thế cũng được, nhưng mà anh sẽ đi cùng em về nhà thu dọn đồ đạc. Nam. Dạ. Con còn một cuộc họp ra mắt cổ đông nữa đấy. Đấy, anh tập trung họp đi. Họp xong thì qua đón em, em chờ được. Được, thế thì để anh gọi lái xe đưa em về nhé. Cậu Huy, cậu đưa giúp tôi cô Lan Anh về với. Dạ vâng, mời cô. Cao, con về chuẩn bị cuộc họp đi. Mày đừng tưởng là mày chiến thắng
tao sẽ lấy đi hết tất cả mọi thứ của mày thêm một lần nữa. Kệ nó đi, chúng ta vào đã. Vâng ạ. Anh đến rồi đấy à? Đây một chút nhá. Em còn chơi trốn tìm nữa. Alo, em chuẩn bị xong chưa? Tao đã nói là tao sẽ lấy tất cả mọi thứ của mày mà. Anh Cao, tại sao anh lại cầm điện thoại của Lan Anh? Nếu muốn cô gái của mày giữ được cái mạng ấy, thì đến địa chỉ tao gửi. Nếu không ấy, thì gương mặt này sẽ có vài vết sẹo để tô điểm đấy. Anh Cao, anh không được động vào cô ấy. Quyết định là ở mày. Nếu muốn cứu lấy mỹ nhân ấy thì tốt nhất nên đến ngay trước khi quá muộn nha. Anh Cao, đừng động của cô ấy. À, mày vẫn không lượn được sức của mình nhỉ? Bây giờ tao hỏi mày này. Tao cho mày một lựa chọn. Một là cái chức chủ tịch của mày. Hai là cả thế giới. Cái nào đáng giá hơn nhỉ? Anh kệ em đi. Anh kệ em đi. Anh không thể để mất em được. Tôi sẽ ký. Thông minh ấy, lựa chọn này đúng đắn này. Đưa cho nó đi. Nhanh lên. Đứng yên, tất cả quý vị vào đây. Chó này. Mày, mày dám báo ở công an đến đây à? Mày giỏi đấy. Tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả cho sự ngu xuẩn của mày là như nào. Không được động cô ấy. Mày, chúng mày vào đây. Này, cô làm gì đấy? Bỏ ra. Tao không ngờ mày hành động một cách tàn ác và mất lý trí như vậy. Bố, sao bố lại ở đây ạ? Tao đã sớm biết mọi chuyện, thế nhưng chỉ vì tin tưởng vào cái thứ rác rưởi như mày có thể thay đổi mà tao đã không làm gì. Nhưng tao đã lầm. Mày, chính mày là con chó của lão. Chính mày thả nó rồi báo công an đúng không? Đúng rồi đấy. Mọi việc ở đây cô để bọn tôi lo. Đi. Tao nói cho mày biết, tao mà còn sống cỡ nào thằng quay lại tao lấy cái mạng chó của mày. Nhớ ơi. Ta xin lỗi vì đã để mọi chuyện đi quá giới hạn. Dạ, không sao đâu bố ạ. Nhưng mà bố có thể xin giảm nhẹ tội cho anh Cao được không ạ? Nó cần phải thay đổi. Và đây là cách duy nhất may ra có thể thay đổi được nó. Anh xin lỗi em vì đã để mọi chuyện xảy ra với em. Không sao đâu ạ. Nam, không phải qua còn việc gì khác nữa sao? À. Lan Anh, đây chính là lý do mà anh muốn sẽ trở thành người đàn ông ở bên cạnh em, bảo vệ cho em suốt đời. Em đồng ý lấy anh chứ? Em đồng ý. Đêm qua